Những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sông Lam Nghệ An biến động nhân sự mạnh mẽ trước mùa giải 2020. Phi Sơn hy vọng về một mùa giải trọn vẹn. Câu chuyện thú vị về võ sĩ Sẩm Minh Phát. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Thể thao Việt Nam trên Bóng đá TV và Thể thao TV. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về Đoàn Văn Hậu, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam mới đây đã dính chấn thương trong trận đấu của đội trẻ Hedevin. Nhiều người lo ngại rằng chấn thương này sẽ khiến cho hậu vệ sinh năm 1999 bỏ lỡ đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, các cổ động viên hoàn toàn có thể yên tâm nếu theo dõi những tin liệu mới đây của đội ngũ y tế. Theo thông tin mới nhất từ câu lạc bộ SC Hedevin, Đoàn Văn Hậu sẽ cần khoảng 3 tuần để bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải trong trận đấu với đội trẻ William 2. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ gốc Thái Bình sẽ trở về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 3, sau khi cùng Hedevin kết thúc cuộc đấu với Warwick tại vòng 28 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Còn tại Thái Lan, thủ thành đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm mới đây đã có huấn luyện viên thủ môn mới ở câu lạc bộ Mường Thông United, đó là ông Marcos Dominguez. Vị huấn luyện viên thủ môn này gia nhập Mường Thông United từ câu lạc bộ Chiang Rai United từ mùa giải 2020 và được kỳ vọng sẽ giúp cho các thủ thành của đội bóng hoàn thiện thêm khả năng trong khung gỗ. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia dự kiến sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Yemen vào ngày 26 tháng 3. Được biết trận giao hữu này sẽ được tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và sau đó thầy trò huấn luyện viên Tang Cheng Hou để đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31 tháng 3. Chuyển sang những thông tin về đời sống bóng đá trong nước, có thể nói chưa bao giờ Sông Lam Nghệ An lại chảy máu tài năng nhiều như giai đoạn trước mùa giải 2020. Hàng loạt trụ cột hết hợp đồng gần như không ở lại câu lạc bộ, bởi đội bóng gặp khó khăn về việc chốt nhà tài trợ. Vị trí thuyền trưởng cũng có sự thay đổi và quả thật đội bóng xứ Nghệ đã có một sự chuyển động mạnh mẽ về mặt nhân sự ở mùa giải 2020. Có tới 6 cầu thủ trụ cột của Sông Lam Nghệ An đã rời khỏi câu lạc bộ khi mùa giải 2019 khép lại. Ngoại trừ Oloha chuyển tới Israel thi đấu, thì 5 cầu thủ còn lại là Memovic Damir, Ngọc Toàn, Đình Hoàng, Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh đều chuyển tới các đội bóng trong nước như Hoàng Anh Gia Lai, SCB Đà Nẵng và Viettel. Trụ cột thì mất hơn một nửa, tuy nhiên những cái tên cập bến thì lại không cho thấy sự tương xứng. Nhìn vào danh sách chuyển nhượng của Sông Lam Nghệ An, không khó nhận ra, ngoại trừ thủ môn Văn Hoàng, những cái tên còn lại tới đội bóng xứ Nghệ hoặc đang ở bên kia sườn dốc như Vương Quốc Trung, hoặc được điều lại về câu lạc bộ sau quãng thời gian biệt phái ở các đội bóng chơi ở các hạng thấp hơn. Ba ngoại binh thì ngoại trừ Gustavo Santos đã có một mùa chơi ở V-League không mấy ấn tượng, thì hai cái tên còn lại vẫn còn cần thời gian để kiểm chứng. Một thay đổi quan trọng nữa với Sông Lam Nghệ An chính là sự trở lại của người cũ Ngô Quang Trường từ Hải Phòng. Ông sẽ cùng với giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng lèo lái con thuyền Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2020. Rõ ràng biến động lớn về nhân sự đã buộc Sông Lam Nghệ An phải xây dựng lại bộ khung đội hình của mình để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Hàng loạt cầu thủ trẻ đã được cho thử sức và trong số đó thì tiền vệ Đặng Văn Lắm và Trần Ngọc Anh được kỳ vọng sẽ là nhân tố khỏa lấp lỗ hổng mà các đại anh đi trước để lại. Đây là Trần Ngọc Ánh và Đặng Văn Lắm, hai trong nhiều những cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự V-League 2020. Nếu như Đặng Văn Lắm, ngôi sao của U19 Việt Nam, được xem là người kế cận xứng đáng của Hồ Khắc Ngọc, thì Trần Ngọc Ánh đang là gương mặt trẻ gây được ấn tượng mạnh nhất với huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Em biết là được lên gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà em cứ suy nghĩ tích cực và cố gắng dần vì mình còn trẻ. Đấy là giấc mơ của tất cả những người cầu thủ khi bước vào tập luyện bóng đá, thì hầu như em khi được lên đội 1 Sông Lam Nghệ An thì cảm thấy rất là vui sướng. Ánh và Lắm là hai trong số ít những cái tên được đội 1 giữ lại sau quá trình thử thách đầy khắc nghiệt. Tài năng của họ là không thể phủ nhận, nhưng nếu không có sự chia tay hàng loạt của các anh lớn, cơ hội sẽ khó đến với họ sớm như lúc này. Vừa buồn là vì em muốn đội bóng mạnh hơn, có một thành tích tốt trong nhiều mùa giải. Nhưng mà đó làm cho bọn em có cơ hội thì em sẽ cố gắng thật tốt. Đương nhiên thì áp lực chắc chắn sẽ có, tâm lý thi đấu cho đến tất cả mọi thứ ở đội 1 ở bóng môi trường V-League thì khác hẳn so với các giải U kể cả hạng Nhật hạng Nhì em từng tham gia.
Sẽ không dễ để Ánh và Lắm hay tất cả những cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An khẳng định được vị trí trong mùa đầu tại V-League. Bởi thành công cần thời gian và sự khổ luyện, nhưng điều quan trọng là họ cần được ban huấn luyện trao cơ hội và niềm tin. Bản thân mình thì chỉ biết là có mục tiêu để mình cố gắng thôi, chứ còn không, mình không thể tạo được áp lực cho mình. Nếu mình tạo áp lực cho mình thì sẽ rất khó để mình tập luyện. Em đang thi đấu cho đội bóng quý của em. Đây, em sinh ra ở Nghệ An nên là em yêu đội bóng, nên là em cố gắng rất nhiều. Với huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Trường thì lần này là lần thứ hai ông ngồi đến chiếc ghế nóng của đội chủ Xuân Vinh, và chắc chắn khó khăn chờ đợi là lớn hơn rất nhiều. Bởi xét về lực lượng thì Sông Lam Nghệ An hiện tại chỉ ở mức trung bình tại V-League, và với một chuyên gia đào tạo trẻ thì ông Trường thừa hiểu việc những tiềm năng cũng như là rủi ro khi sử dụng những cầu thủ trẻ trong một giải đấu kéo dài và khắc nghiệt như V-League. Với cá nhân tôi thì 2 năm làm giám đốc kỹ thuật Hải Phòng ở môi trường V-League cho tôi nhiều trải nghiệm này, đó, bản lĩnh này và kinh nghiệm, và có những sự mạnh về quyết đoán hơn. Và khi mà về tôi trở về lại làm việc ở Sông Lam Nghệ An, những các bạn đã biết thì Sông Lam thì bao năm nó cũng vậy thôi. Thì giống như bảo là cái sóng nó lớp trước này đi thì lớp sau nó sẽ đến đó. Thì dù sao thì đó còn là những con người, những cầu thủ và những là học trò của tôi, thì là mình có niềm tin cho họ để là chuẩn bị cho bước vào mùa giải mới. Các cầu thủ là ở Sông Lam, nhất là ở cái lứa mà kế cận á, là mục tiêu của họ bao giờ là bước lên đội một Sông Lam. Nhưng điều đó phải năng lực và từng cá nhân của các bạn. Đó, chúng tôi chỉ là cải thiện và tạo niềm tin. Và tuổi trẻ có thể lực, có cái khát khao của họ, thì cái động lực để họ là tập luyện và thi đấu. Có thể là trong một trận đấu có thể là thuận lợi với mình và cũng có thể là khó khăn với mình. Đấy, thì qua từng trận đấu một thì cái nào tốt thì mình phát huy, cái nào chưa được thì mình cải thiện cho họ. Còn mùa giải nó đi theo từng chặng, từng trận đấu thì nó có thể trước trả lời trước được bạn. Chảy máu tài năng không phải là câu chuyện mới ở Sông Lam Nghệ An. Còn nhớ năm 2017, họ mất đi ngôi sao sáng nhất của mình ở thời điểm đó, đó chính là Trần Phi Sơn. Và gắn bó với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2017 thì Phi Sơn đã trải qua một hành trình không mấy suôn sẻ. Liên tiếp những chấn thương đã khiến cho tiền vệ này bất đắc dĩ đứng ngoài cuộc chơi trên sân đấu. Tuy nhiên, sau những nỗ lực, lúc này thì Phi Sơn đã trở lại với mùa giải 2020 với tư cách là nhân tố quan trọng với các nhà Á quân V-League. Năm 2019, thời gian của Phi Sơn tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gần như chỉ điều trị chấn thương và làm khán giả trong suốt cả mùa giải. Nỗ lực phục hồi, sự kiên nhẫn đã giúp tiền vệ này chính thức trở lại tập luyện để cùng với câu lạc bộ thành phố mang tên Bác chuẩn bị cho mùa bóng 2020. Và lúc này, khi Đỗ Văn Thuận chưa thể thi đấu, Phi Sơn được tín nhiệm đeo chiếc băng đội trưởng của đội bóng. Bản thân Sơn thì cũng hụt hẫng và cũng muốn nhanh chóng trở lại. Cảm giác thì chưa trở lại được 100% phong độ. Sơn sẽ cố gắng hết mình duy trì tập luyện và cố gắng hết mình để trở lại thể trạng tốt nhất và thi đấu tốt nhất cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Các trận đấu ở AFC Cup hay gần nhất là trận tranh Cúp quốc gia vừa qua đã cho thấy rõ vai trò quan trọng của Phi Sơn trong lối chơi của huấn luyện viên Chung Hae Seong. Đặc biệt khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm Công Phượng, sự ăn ý của Phi Sơn và Công Phượng đã mang lại những tín hiệu tích cực ban đầu. Kể từ khi ở Sông Lam cho đến Thành phố thì Sơn cũng đã thay đổi nhiều. Và bây giờ Sơn nghĩ là đột chính của Sơn thì Sơn nghĩ bản thân Sơn đã năm nay là sung sức nhất rồi. Thì Sơn nghĩ Sơn sẽ cố gắng hết mình thôi. Cụ thể hơn thì giúp cho đội bóng có một cái thành tích tốt. À, rồi thứ hai nữa là mong ước khi muốn được trở lại đội tuyển. Với phong độ ở thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 1992 rất hy vọng về một mùa giải trọn vẹn cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đầy khát khao được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập để được trở lại khoác màu áo đội tuyển quốc gia. Chuyển sang những thông tin liên quan đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Sau khi đặt chân đến Australia để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà tại lượt đi trận playoff giành vé dự Olympic Tokyo 2020, thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có buổi tập thứ hai với nhiều sự hứng khởi. Trong buổi tập thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam tại Australia, huấn luyện viên Mai Đức Chung yêu cầu các học trò rèn luyện kỹ về mảng chiến thuật,
đặc biệt nâng cao khả năng phòng ngự, phản công để đối đầu với đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Lực lượng hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam có 4 trường hợp đang bị đau là Lương Thị Thu Thương, Hồ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Loan và Huỳnh Như. Tất cả đều đang được các bác sĩ theo dõi rất sát sao. Theo kế hoạch, vào ngày 5 tháng 3, các cầu thủ sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức McDonald Jones vào lúc 17 giờ. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mới đây ban tổ chức giải bóng chuyền nước quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 14 được tổ chức tại Đắk Lắk đã quyết định hoãn sự kiện này. Dự kiến giải đấu kể trên sẽ được rời thời điểm tổ chức sang năm 2021 nếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận. Thưa quý vị và các bạn, trong giới boxing Việt Nam thì Sẩm Minh Phát là một trường hợp đặc biệt khi sẽ ngang từ Taekwondo sang boxing. Không chỉ có vậy, trong khi nhiều đồng nghiệp khác hướng tới mục tiêu là tranh đai, thì với tay đấm ở hạng cân 49kg này, mong muốn của anh lại là thiết lập nên một kỷ lục. Đó là kỷ lục gì? Và lý do nào đưa Phát đến với boxing? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chính người trong cuộc. Từ rồi những thầy cũng dẫn qua bên boxing. Nói chung là nghề nó chọn mình, chứ mình không chọn nghề. Mình tay đồ có nó di chuyển thì nó đôi chân mà nó sẽ nhanh nhẹn hơn, và nó có những cái bước di chuyển nó gọi là tắc, ngắn tắc hơn, gọn hơn. Những cái bên này nó sẽ tiện hơn cho mình. Với lại những cái cắt góc này kia bên taekwondo cũng có học qua, cho nên là qua đây là em xem anh đã biết một phần rồi. Còn mà khi mà boxing thì mình bị hạn chế cái đòn tay mà đánh không có giống như là yếu xìu luôn. Người ta đánh một hiệp 3 phút mà mình đánh một hiệp 1 phút rưỡi là mình muốn xỉu rồi. Mình là khó khăn về cái đòn tay nhiều. Nên từ đó mà mình tập luyện cái đòn tay mỗi ngày thì nó sẽ lên được. Ngay từ đầu là ba mẹ là đã không đồng ý cho mình tập võ rồi. Tại vì lúc đó nhà nghèo lắm, mẹ là kêu là đi làm đi để kiếm tiền mà trang trải. Một ngày là em làm sáng đi học, trưa đi làm, rồi tối đi tập võ. Lúc đầu thì mình đi tập võ, mình cũng lén mình đi. Thì mẹ nhiều lúc mình cũng bị chấn thương, mình rách mắt. Giờ mẹ thấy mình cũng mê, mình cũng lì quá, không nói hết được, cho nên cũng đồng ý cho mình theo luôn. Mục tiêu tiếp theo của mình là knock out càng nhiều càng tốt, để mà có cái điểm thành tích nó tốt nhất. Mà hiện tại sắp tới mình sẽ tranh đai châu Á, là nghe bộ Kim có nói. Em có một cái dự tính là em muốn lập kỷ lục là knock out của người Việt Nam nhiều nhất. Em muốn lập kỷ lục cho người nước Việt Nam mình. Các bạn thân mến, LS V-League 1 2020 sẽ chính thức khai màn vào cuối tuần này. Và VTV Cup sẽ gửi đến quý vị và các bạn trọn vẹn 7 trận đấu mỗi vòng trên các kênh thể thao của chúng tôi. Mở màn sẽ là hai trận đấu giữa Quảng Nam gặp Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai gặp Thang Quảng Ninh vào 17 giờ ngày 6 tháng 3. Quý vị và các bạn có thể lưu ý đón xem. Ngoài ra, các sự kiện thể thao hấp dẫn như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League cũng như các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cũng sẽ đều có trên ứng dụng OnMe. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao Việt Nam ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.